tại đồng chí đang là quân nhân chứ không phải đồng chí là ca sĩ. Ta về đây ta phải chấp hành đúng kỷ luật. Ba đồng chí ra ngoài chính tắc phong cho bắt đầu vào hàng. À, trước đây. Con của ơi. Đau chân, đau bụng, thở ra hơi, tức ngực. Tôi, Nguyễn Văn Việt, chiến sĩ tiểu đội 6, trung đoàn 2, báo cáo. Tôi, chiến sĩ Trần Vương Anh. Đồng chí đùa, tôi cho chạy 10 vòng sân vào ra hết, không cười, không đùa. Xin phép tôi làm lại. Cảm thấy là mình đang đúng như là một người quân nhân thật sự. Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, thực hiện toàn quân bố trí.